bọn mình đã đập hộp búp bê này, trứng này, bánh donut này, cả nhà vệ sinh nữa. Chẳng có gì khiến tớ hứng thú nữa. Là hộp LOL bất ngờ kỳ thú với hơn 70 món đồ bí ẩn kèm theo 14 búp bê độc nhất. Chúng mình sẽ đi tìm các em búp bê từng bé một nha. Đập hộp thôi nào. Wow, chúng y như một thành phố trên mây á. Đây là thông điệp từ chiếc phi cơ hồng. Kéo khóa để mở ra nhiều điều bất ngờ. Tớ như bay trên mây thật á. Đây là giấy kéo. Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi bắt đầu nha. Oh, đây rồi, bản đồ thành phố của các cửa hàng tạm thời của cô Bibi xì phố và nàng thiếu nữ phố thị đây. Những các món đồ gia đình và cả vật nuôi của họ đang bị giấu khắp nơi trong thành phố. Đây là hình bóng của bọn họ hả? Đúng thế, và chúng ta sẽ tìm ra mọi thứ. Để làm được điều này, chúng ta sẽ đi theo từng bước trong bản hướng dẫn. Cậu đã sẵn sàng chưa? Nếu khán giả của chúng ta nhấn nút thích rồi thì tôi đã sẵn sàng. Vậy thì làm thôi nào. Bước 1, tìm dòng bắt đầu ở đây. Lấy hộp số 1 và mở nó ra. Thấy rồi, bắt đầu ở đây. Chiếc hộp đầu tiên đã đến đây rồi. Mở ra nào. Một cái túi. Hoan hô. Vui thật đấy. Ai trong này nhờ? Và đây là bé Prim nhí. Nhìn vết tàn nhang dễ thương này, với cái núm vú giả và cả mái tóc màu kẹo bông nữa. Mỗi bé búp bê đều có sticker riêng để dán vào danh sách bộ sưu tập đấy. Đây là bé Prim nhí nè. Giờ ta cần phải tìm ra ô thứ hai. Đây, đây nè, ta thấy nó rồi. Giỏi quá Simi. Ta-da, hộp số 2. Giờ ta sẽ xem thử ai sống trong tòa nhà mới này nha. Bèm, một cái túi. Các bạn có để ý thấy tất cả các túi đều có màu sắc khác nhau không? Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Yuhu, nhìn xem này, đúng là sành điệu quá đi mà. Lộng lẫy quá đi. Đi đến khu vực số 3 thôi. Ta phải kéo cái nhãn để lấy cái tấm này ra. Và đây là cái hộp mới. Có cái gì bên trong nhỉ? Cái hộp này khiến ta nhớ lịch mùa vọng Giáng sinh ghê. Mỗi ô cửa sổ ẩn chứa một điều ngạc nhiên. Các bạn đã bao giờ mở lịch mùa vọng chưa nhỉ? Hãy bình luận vào bên dưới nha. Và ta có một cái quần đùi thể thao. Có in họa tiết caro đầy thời trang và các đường sọc đỏ hai bên. Dưới số 4 có một tiệm pizza để tụ tập với bạn bè. Hãy xem ai đang trốn ở đây nha. Cốc cốc. Một cái hộp thật rực rỡ. Và bên trong là một đôi giày. Đôi giày này không bình thường đâu nha. Nó có cục bông xù nè. Đằng sau cánh cửa số 5 là cái gì đó lớn lắm nè. Cố lên. Ẩn bên dưới là số 6 đó. Nó đây rồi. Nhưng làm cái gì cũng phải có thứ tự nha. Đầu tiên hãy mở cái hộp to đùng này nè. Hay quá. Tụi mình có một cái sticker cuốn vút chẳng. Và cuốn đâu rồi nhỉ? Xuất hiện đi cuốn ơi. Ta-da. Cậu ấy thật dễ thương với mái tóc uốn xanh. Đôi mắt ngọt ngào này làm tấu tan chảy mất thôi. Vào chỗ trong bảng sưu tập nào. Cuốn cưng xịn xò ơi. Và giờ là lúc mở túi ngụy trang dưới số 6. Một cái áo thun. Nó cũng cùng kiểu với cái quần đùi của chúng ta đó. Vậy là đủ bộ rồi nè. Tuyệt vời, yeah. Xem hướng dẫn cái nào. Chúng mình đã mở túi bí ẩn dưới hộp số 5. Và giờ chúng ta phải mở khóa kéo và xua những đám mây đi. Bộ đồ chơi này hay ho thật đấy. Premi ơi, bé có nghĩ đôi giày này hơi lớn không? Tớ đã sẵn sàng cho thời khắc lịch sử này rồi. Tớ thì sẵn sàng từ trong trứng cơ. Làm thôi nào. Giày kéo đã mở rồi. Chúng ta xóa những đám mây đi thôi. Đi ra chỗ khác đi mây. Nè nè, bỏ tay ra khỏi mây của ta đi. Wow. Để các hộp đã mở vào lại vị trí ban đầu để ta có thể thấy được toàn cảnh thành phố nào. Wow, nhìn ổn hơn rồi đấy. Đi dạo một chút chứ nhờ. Ghé ngang trung tâm thành phố và tiệm chuyển phát đặc biệt nữa. Các cửa hàng tạm thời cũng đã sẵn sàng khai trương rồi. Và khu trung tâm thôi.
MC Swag đang làm gì ở đây thế này? MC Swag đã ở đây, cô bé nghịch ngợm ghê. Hộp bưu kiện nào đang chờ chúng ta ở hòm thư số 7 đây? Cái gì đây ta? Một cái túi. Xem nào, ở bên trong là một cái áo khoác đi quẩy. Nếu được thì tớ cũng muốn mặc nó, đặc biệt là khi cái áo ấy có chiếc nơ dễ thương như thế này. Đến công viên thành phố xem nha. Xin chào vịt con. Ta chỉ cần nhẹ nhàng mở cái nắp và lấy món quà ra thôi. Một con vịt. Kính mắt. Đi biển lúc này là cực hợp luôn. Thêm được kính mắt là tuyệt lắm á. Ta phải dỡ cái cao ốc văn phòng này thôi. Có ai đoán được có gì bên trong hộp không? Một cái túi. Tớ đoán giỏi ghê luôn á. Lời, làm ơn là rời đi, làm ơn đi, làm ơn đi mà. Gần đúng rồi. Là một đôi bốt. Chúng làm tớ nhớ đến phím đàn piano. Còn các bạn nghĩ sao? Hộp số 10 ở sâu bên trong lận. Lấy xẻng đi. Cảm ơn Sammy. Cái nhãn đặc biệt ở đây sẽ giúp mình lấy nó ra dễ dàng đây. Và ngay bên dưới chính là kho báu đó nha. Túi số 11. Ăn mừng món đồ bất ngờ số 10 nào. Một món đồ siêu nhỏ đang chở ở bên trong đấy. Và nó là một cái kẹp tóc nữ hoàng. Tôi có thể cảm nhận được rằng còn một món khác nữa. Nếu để cả hai kẹp gần nhau, dòng chữ là nữ hoàng. Yay. Và đây là món đồ bất ngờ. Nổi trống nào. Số 11. Và một cái kính mắt siêu ngầu. Tớ cá là thế giới sẽ trông nhộn lắm khi nhìn qua cặp kính này. Yo. Cửa hàng Storybooks thành Storyboo mất rồi. Hy vọng không có món gì đáng sợ trong cái túi này cả. Nhưng ta sẽ không biết cho đến khi mở nó ra. Wow, một cái lược màu trắng. OMG. Cái khó của bộ đồ chơi này là đi tìm mấy con số đó các bạn. Các bạn tìm được số 13 chưa? Bình luận vào bên dưới nha. Bam bam bam. Chú ý hơn đi chú. Ta sẽ cố gắng xem đi. Một cái hộp cực kỳ thú vị. Nhìn này, một cái sticker. Bé Proper đang chờ đợi chúng ta này. Nhìn xem cô bé xinh đẹp của chúng ta thế nào rồi thôi. Wow, tất trắng qua đầu gối. Son môi sáng máu, các vết tàn nhang. Và nhìn kiểu tóc này đi. Nó làm tớ nhớ tới phần kem xoắn trên bánh ghê. Dễ cưng quá bé à. Và tất nhiên là bé cũng có chỗ cho bảng sưu tập rồi. Đây. Và đây là trò trốn tìm. Đẩy ngăn kéo và túi số 14. Màu xanh da trời yêu thích của tớ. Và đây là một cái chai chip chip. Không biết là của ai nhờ, nhưng trông xinh thật á. Y chang những món LOL khác á. Trong ngôi nhà số 15 đang đi du lịch xa. Và trên tấm áp phích là tiến bước đến biệt phủ một ông nào. Mở nó thôi. Nhiều túi lắm rồi á. Trời ơi. Có khi nào là một cái dễ đi đến biệt phủ một ông không ta? Mở nó kia đi chứ. Được rồi, xem thử nha. Không Sammy, không phải là vé mà là một cái áo sành điệu. Làm tớ nghĩ tới đường đua. Không biết là có xe đua trong này không ha. Thôi kệ, biệt phủ phải chở thôi. Đừng buồn mà Sammy. Giờ chúng ta sẽ đến đó. Và đây là cái túi số 16. Bên trong có cái gì nhỏ xíu á. Như là giày á. Không, nhỏ lắm luôn. Hình như là vòng đeo tay. Lạ thật á. Khu vực này sẽ bị tháo dỡ trong 3, 2, 1. Đây là cún cưng Yappy. Đáng yêu quá đi. Mà Yappy đâu rồi nhở? Hey hey, bé cún ngồi sao? Woof woof, chào chị. Cún cưng Yappy vào bảng sưu tập nào. Chào hàng xóm mới của cậu đi nha. Số 18. Kéo ngăn kéo ra. Và đây là món bất ngờ của chúng ta. Ngay sau sân khấu. Một cái chìa khóa. Trời ơi. Hello. Cái đó dùng để làm gì á chú? Trong phần hướng dẫn có viết nè. Lắp các chìa khóa lại với nhau để mở khóa bộ đồ chơi. Ta tìm được cái màu xanh rồi. Giờ còn màu đỏ thôi.
Đi sang phía tây công viên thôi. Món bất ngờ số 20 được chôn dưới gốc cây. Xem thử nó nhá. Xé gói này ra nào. Ồ, đẹp thật đấy. Một cái váy dần gì có các sọc màu đỏ sáng. Và ở đây là lại một đôi bốt khác. Đến cả tớ cũng không có nhiều giày như này đâu. Giày trắng thì mặc cái gì cũng hợp hết á. Ngó lại đường ống ngầm xem nào. Ta sẽ tìm ra được bao nhiêu món bất ngờ trong hôm nay nhỉ? Đây là một trong số đó. À ha, ta đã có phần trên của bộ này rồi. Ướm thử bộ trang phục lên bé Proper nào. Bé MC Swag không tự nhiên chạy ra đây đâu. Bé giấu gì ở đây nhờ? Một cái túi đỏ, đúng là phong cách của bé ấy. À ha, và đây là bé City Slicker. Một bé LOL Nam. Bé có một mái tóc xoăn màu xanh dương, cùng hình xăm trên má nữa, chất thật. Chào mừng bé đến gia đình sư phố. Mục số 007. Tên tớ là Slicker, City Slicker. Tiếp theo là một cái đèn đường bí ẩn vào bên dưới nó. Ta tìm thấy một bất ngờ. Đường nhà các bạn có nhiều đèn như này không? Hãy trả lời ở bên dưới nha. Mở cái túi ra và chúng ta tìm thấy một cái kính mắt màu đỏ. Xem kích thước của chúng thì hình như chúng ta sẽ có mấy bé búp bê to lắm đó. Đúng là một cái áo bomber xanh điệu. Đi cùng với cái váy thì nó sẽ trở thành một bộ đồ xanh điệu như Hot Girl nhà bên nè. Chúng ta mở hộp nhanh như chớp á. Whoosh. Và xem có gì bên trong nào. Wow, một cái quần thiếu nữ thanh lịch kèm một chiếc thắt lưng vàng. Bé búp bê của ta sẽ mặc một bộ đồ sang chảnh. Các bạn có muốn mặc giống vậy chứ? Các bạn ơi, tụi mình đã khám phá cả nửa thành phố rồi. Chịu, chúc mừng cậu đã làm được nhiều như thế, nhưng ta vẫn chưa tìm thấy được chìa khóa màu đỏ. Được rồi, ta hiểu ý cậu. Tháo rời đài phun nước thành phố ra nào. Có lẽ bên trong là bức tượng em bé tẻ giống tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Bỉ chăng? Liệu tớ có đúng không nhở? Xem nào. Không hẳn, nhưng chắc chắn là một cậu bé. Có một kiểu tóc tuyệt vời. Các lọn tóc xoăn hồng trông thật ấn tượng. Tên của cậu bé là gì vậy, hoàng tử phong cách ơi? Preppy, một cái tên thật đáng yêu. Ta sẽ dán bé vào đây, ở cửa sổ số 10. Và ta đã có bức ảnh toàn thân của Proper rồi, tuyệt. Bật mí, số 27 ở bên dưới, sẽ thú vị lắm đây. Xé túi ra nào. Và đây là... Wow, một đôi giày tươi sáng tuyệt vời. Các bạn đoán xem ai sẽ xinh hơn khi mang màu san hô đây. Nhìn này, chiếc xe đang nhả ra màn khói chứa manh mối. Dưới này là món bất ngờ số 28. Vui quá đi các bạn ơi, các bạn thấy sao? Đây là đồ cho nam đó cả nhà. Như là một bộ đồ cho những cậu bé thanh lịch á. Áo vest sáng màu và sơ mi đen, sành điệu thật. Và cái hộp 29 ở đâu nhỏ? Đây rồi, nhẹ nhàng kéo nó ra. Nó đi theo cả cái hộp này. Đặt nó sang một bên và mở cái túi ra nhá. Cái gì đây? Wow, cái này lạ đây. Hình như là túi ngang hông đấy. Siêu sành điệu và tiện lợi. Hãy tới khu trung tâm nào. Chú ý đến chỗ đậu xe số 30 nào. Có gì bên dưới nhỉ? Một cái túi và một tấm sticker. Đây là bé Downtown Doll. Nhìn hai chùm tóc của cô bé xem này. Nhanh đưa cô bé ra thôi. Wow, màu tóc đẹp quá đi. Trang điểm cũng sương sương thôi nha. Cô bé mang tất này, sẵn sàng đi quẩy rồi. Tuyệt, chúng mình lấp đầy một nửa số ô trong tờ danh mục rồi. Và bé Downtown Doll của chúng ta trông thật xinh xắn sau khi lên đồ. Lượn qua hộp số 31 nào. Có một cái sticker nhỏ đây. Và đây là bé Downtown Doll nhí. Vậy ra đây là người trốn trong túi. Ra đi nào bé yêu ơi, đừng ngại. Đúng là một đứa trẻ nhỏ xinh và vui nhộn có mái tóc xanh sáng. Cô bé cũng lè lưỡi ra thật dễ thương. Danh sách của chúng ta được lấp đầy rất nhanh. Giờ thì ta có bé Downtown Doll nhí trong bộ sưu tập rồi.
Cẩn thận nào, có cái gì đó đang nấp dưới tấm thảm trù chân số 32 này. Cái gì đây? Các bạn có thể đoán, còn tớ sẽ xé cái túi này. Wow, xem đôi cao gót này nè, tranh xả luôn. Một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Giờ hãy khám phá cửa hàng thú cưng nha. Di chuyển hộp, kéo ngăn kéo và... sinh vật mềm mịn và dễ thương nào đây? Mèo Uptown. She's pretty, pretty, in her Uptown mèo. Mượt đó, Sammy. Đây là bé mèo Uptown của chúng ta. Tiến vào danh sách với những bước đi uyển chuyển nào. Và ta đã có đầy đủ bộ đồng phục rồi. Ta-da! Các bạn có biết thêm ca khúc nào về phố thị không? Hãy bình luận ở bên dưới nha. Chúng ta nên làm gì với mấy cái túi này đây nhờ? Một món nho nhỏ nữa là sticker thương hiệu bất ngờ kỳ thú. Và tớ biết chúng ta sẽ dán nó vào đâu rồi? Vào cuốn danh mục. Nhìn kỹ trung tâm vận chuyển này, ta cũng đang tiến gần hơn đến món bất ngờ số 36 hơn rồi. Một cái hộp tươi sáng, thật tò mò về thứ bên trong quá. Ta sẽ biết ngay bây giờ đây. Oh, là quần áo. Cái áo sơ mi này được thắt nút rất sành điệu. Nhảy cùng Jin Jin, cá vàng bay trong bể nước. Một cái chai. Và ai sẽ sở hữu cái chai này nhỉ? Đây rồi, Downtown Doll, gia đình xì phố sắp đủ rồi. Và cái này khó tìm lắm đó nha. Nó lộn ngược từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài đó. Xem nào, cái đầu tiên. Và cái thứ hai, một đôi dép lê màu hồng nhỏ và hai cục bông xù. Bước từng bước. Cái gì vậy? Trông như cái lò vi sóng khổng lồ màu đỏ. Tất nhiên là một cái túi rồi. Lò vi sóng, tôi hy vọng có một cái bánh ngọt trong đó. Tớ đoán là ai kia đang đói. Tớ đi ăn nhẹ chút đây. Và ta có một món còn tốt hơn là bánh ngọt á. Thành phố của chúng ta đầy nắng nên không thể ra ngoài mà không cầm kính râm được. Chất chưa? Có cả ngọc trai trắng này. Lần theo manh mối và tìm thấy một ngăn chứa bí mật. Có nghĩ bên trong có kho báu đó. Xem thử nhá. À ha, tớ đã nói mà. Chúng ta có nhiều giày lắm rồi. Các bạn có nhiều giày như búp bê của chúng tớ không? Hãy bình luận vào bên dưới nha. Hân hơ, số 40 là tiệm cà phê nữ hoàng. Có lẽ sẽ có món gì đó liên quan tới cà phê chăng? Suýt quên miếng sticker. Downtown Hop, đúng là một chú thỏ đáng yêu. Nếu các bạn muốn nuôi thỏ trong nhà thì hãy bình luận một dấu cộng vào khung bình luận nha. Ví dụ như một chú thỏ tóc xanh như thế này. Bé thỏ hợp với gia đình xì phố đó thật. Như vậy là chúng ta đã tìm thấy bé thú cưng cuối cùng rồi. Hãy dán ảnh vào. Cẩn thận. Chỉ còn 4 búp bê nữa thôi. Và chỉ còn 10 hộp thôi. Thời gian trôi qua nhanh ghê á. Càng ngày càng gần những búp bê lớn hơn rồi. Chìa khóa màu đỏ. Sammy. Thợ khóa siêu phàm đến đây. Nhìn xem tụi mình có gì nè. Quỷ thần ơi. Ta có bao nhiêu cái chìa khóa rồi? 2. Số 42 bị giấu kỹ quá. Ta tìm nó khó lắm ạ. Chắc là tụi mình sẽ được một món quà vô cùng quý giá. Thú vị đấy. Quần dằn di với dây đai đỏ. Dối ghê. Và các bạn có đoán được búp bê nào sẽ mặc cái này không? Chỉ còn 2 hộp dài thôi. Hộp 43 ở khu phố thị và hộp 48 ở khu xì phố. Nhưng tất nhiên chúng ta sẽ mở chúng theo thứ tự. Tớ đoán là có một bé búp bê bên trong đó. Chuẩn luôn. Đây là sticker này. City Boy. Hình như là một anh chàng kiêu ngạo. Cùng xem nào. Ngầu ghê. Một bên lông mày của anh chàng có màu đen, còn bên kia là màu xanh. Còn một hình xăm 01 hay OL gì đó. Và một trái tim vỡ. Ai làm vỡ nó vậy City Boy? Bé trông tuyệt lắm. Tụ họp với bạn bè nào. Đây, vào chỗ đi. Giờ thì biết cái quần phong cách này là của ai rồi nha. Chúng ta đã thu thập đủ hết gia đình xí phố rồi. Chỉ cần tìm người chị lớn nhất nữa thôi. Chúng ta đã mở rất nhiều túi rồi. Và chỉ còn 6 cái nữa. Wow, một cái quần siêu siêu ngắn. Có phần ren đen ở gấu quần. 100 km/h. Tăng tốc độ thôi. Wow, cái hộp được mở sẵn à. Bất ngờ bên trong bất ngờ luôn. Tuyệt vời, phải sticker không ta? Tạp chí cửa hàng tạm thời, một tạp chí độc lập nha. Mở nó nào, có vẻ như người dân đang mong đợi các cửa hàng khai trương đó.
Đó là lý do tại sao ai cũng lên đồ. Thành phố này tràn đầy bất ngờ từ trên xuống dưới. Đây là số 46 và lấy luôn số 47 nè. Cửa hàng số 48. Ồ, có 49 nữa. Mở từng cái một nha. Và cho phần cuối, chúng ta sắp nhìn thấy những món thú vị nhất. Hai cái hộp to đùng. Hình như tôi sẽ túi hơi tệ ha. Wow, xem đôi bông tai vòng vàng này. Thậm chí một bên còn có ổ khóa nữa. Muốn xem các bé lớn quá đi mất. Nhưng trước tiên hãy mở phụ kiện của họ đã nha. Một cái sticker. Sĩ phố, phố thị. Phải dán chứng vào bảng danh sách thôi. Sĩ phố, quẹo phải. Phố thị, quẹo trái. Như thế này. Cậu có nhớ tấm áp phích trong tạp chí không? Sẽ sớm khai trương. Chuẩn bị bóng bay thôi nào. Và tớ tiếp tục đập hộp búp bê đây. Hấp, hoan hô, là Prim, bé lớn nhì trong gia đình, phố thị. Nhanh nhanh giải phóng cô bé thôi. Wow, tuyệt vời. Đôi tắt lưới này đẹp thật á. Cái chai này chắc chắn là của bé rồi. Xem hoa văn giống nhau chưa này. Phần tàn nhang thật đáng nhiều. Đặc điểm của gia đình họ đấy. Và cả mái tóc hồng nữa. Tôi yêu màu này. Prim vừa hoàn thành bộ sưu tập búp bê nhỏ của chúng ta đấy. Ngoài đời, cô bé thậm chí trông còn đẹp hơn trong ảnh nữa nhở. Và chúng ta chỉ còn hai bé lớn nữa thôi. Yuhu. Suýt quên mất. Còn cái túi nhỏ này nữa. Có lẽ lại thêm một đôi giày nữa. Không, là đôi hoa tai ngọc trai nhỏ Connor. Lại là phong cách nhà phố thị. Và gia đình phố thị trông như thế này nè. Tớ sẽ mô tả phong cách của họ là nền nã, sang trọng. Còn phong cách của gia tộc xì phố khiến tớ nhớ đến quân đội nổi loạn. Bạn sẽ chọn sống ở khu nào của thành phố nhỉ? Hãy tranh luận trong phần bình luận nhé. Cuối cùng là hộp khổng lồ số 50. Tớ không quên cậu đâu mà, tớ sẽ mở cậu ra ngay. Đặt hộp qua một bên để nó không cản đường nhá. Khoảnh khắc lịch sử khi hai thế giới kết hợp. Nhìn bên trong nào. Nổi quá đi. Một màu xanh ngọt ngào. Tớ cá hẳn 1 triệu cây này có màu đỏ. Tươi không cần tưới nha. Cái hộp sành điệu có in từ OMG ở trên và một lỗ khóa. Chìa khóa đến rồi đây. Mau mở đi nào. Cảm ơn Sammy. Ló quá đi. Cẩn thận nào. Bam. Mở ra nào. Wow. Cô bé có một mái tóc thật. Lớp trang điểm tươi sáng. Và nhìn người cô bé này. Bộ đồ cũng thật đẹp. Bé thậm chí còn có một túi quần áo đặc biệt. Không biết bên trong là gì nhở. Xem qua tủ quần áo của bé nào. Tớ thấy một cái quần cực ngầu. Như mong đợi từ một cô gái xì phố thực thụ. Wow, trong này cũng có một cái chiếc áo khoác thể thao có dây kéo. Và quần thể thao vừa phong cách lại thoải mái. Sự kết hợp yêu thích của tớ. Ngầu quá đi. Hey. Chịu, ta đã giải thoát công chúa xì phố khỏi dây đai. Xem quý đi nào. Làm tốt lắm Sammy. Tóc của bé tuyệt vời thật á. Tay áo lưới nữa. Thích thật đấy. Và tay cô bé như này, móng tay màu đen và trắng. Chú ý đến từng tiểu tiết luôn. Chúng ta sẽ cần giá đỡ. Tên bé là Bibi xì phố. Và cái hộp đỏ biến thành một tủ quần áo rộng rãi, giúp cô nàng có thể treo đồ trên móc và đặt giày lên kệ. Vừa in. Đến lúc mở cái hộp thứ hai rồi. Cho chìa khóa vào. Tách. Nhìn mái tóc hồng và kiểu tóc phong cách Marilyn Monroe xem này. Cô bé vừa sang trọng vừa tinh khiết. Nơ đen, áo sơ mi trắng, quần sóc hợp thời trang, quần bó filigree. Và phần tuyệt nhất là vớ trắng và ren. Và phải có cả một cái túi chứa thêm một bộ quần áo khác nữa. Sammy giải phóng búp bê đi. Được thôi. Mở tới phía trên nha. Wow. Này, ta thích phong cách phố thị này ghê luôn á. Tôi có thể biến thành một búp bê LOL được không? Up down girl, come on. Up down girl, come on. Da 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 da
Thiếu nữ Phố Thị ơi, tới lúc vào trong bộ sưu tập rồi. Chuẩn nữ hoàng. Và BB sư phố đã giúp hoàn thành bộ sưu tập của chúng ta. Làm xong hết rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Chứ, đúng là tuyệt vời. Lần đập hộp này hồi hộp thật đó. Các cậu thích đội nào nhất nhỉ? Hãy bình luận vào bên dưới nha. Tạm biệt. Tạm biệt.